Nếu đã ghé thăm công viên quốc gia Yellowstone thì có lẽ bạn đã từng rất mê mẩn những mạch phun có thể phun nước và cả hơi nước cực nóng lên không trung nhỉ. Nhưng còn một điều hấp dẫn hơn nữa đang nằm dưới lòng đất. Đó chính là hệ thống ống nước ngầm đã mang đến các màn phun nước tuyệt vời. Và tôi có tin tốt về điều này. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc xây dựng bản đồ hệ thống ống dẫn nước thủy nhiệt của công viên quốc gia nhờ sự giúp đỡ của một cái nam châm bay cực lớn. Kết quả là các nhà khoa học đã ghi lại được tất cả những địa điểm nhiệt này rõ ràng đến kinh ngạc. Vấn đề là Yellowstone có hệ thống thủy nhiệt lớn nhất thế giới. Nó có hơn 10.000 địa điểm nhiệt như mạch nước phun, bể bùn, suối nước nóng và lỗ phun hơi nước. Chúng được làm đầy bởi một mạng lưới các đường ống dẫn nước ngầm. Các đường ống này bị quá nhiệt vì magma chảy dưới lòng đất, từ đó nước sẽ dâng lên mặt đất. Hiện tại không ai biết rõ về cách hệ thống này hoạt động. Các bản đồ mới được tạo ra có thể sẽ giúp mọi người hiểu hơn về nó. Các chuyên gia giải thích rằng họ có một khoảng trống kiến thức về Yellowstone và nó nằm ở phía dưới mặt đất. Đó là lý do tại sao nó thường được gọi là bánh sandwich bí ẩn. Các nhà khoa học biết khá nhiều về các địa điểm nhiệt trên bề mặt vì họ có thể trực tiếp quan sát chúng. Và họ cũng biết những gì đang diễn ra trong hệ thống nhiệt magma và mảng kiến tạo nằm dưới mặt đất một vài km. Nhưng đến giờ họ vẫn chưa biết được điều gì đang xảy ra ở phần giữa. Bây giờ, tôi phải kể bạn nghe về cái nam châm bay khổng lồ được sử dụng cho nghiên cứu này. Nó được gọi là SkyTEM. Nó được gắn vào một chiếc trực thăng và đã bay qua Yellowstone hàng trăm lần để quét phần đất bên dưới. Cái nam châm này được tạo thành từ một vòng dây dẫn điện với đường kính 25m. Nhiệm vụ chính của nó là tạo ra một trường điện từ mạnh. Và vì các loại vật liệu khác nhau như nước và đá phản ứng với trường này theo một cách khác nhau, nên các nhà khoa học đã lần đầu tiên tạo ra được vài cái bản đồ về lớp dưới mặt đất. Phương pháp lập bản đồ này cũng cho phép các nhà nghiên cứu phân biệt magma và nền đá vì chúng có các đặc tính từ trường hơi khác nhau. Và đội ngũ nghiên cứu đã có cơ hội quan sát cách magma và nước tương tác rồi tạo ra những đặc điểm địa chất đáng kinh ngạc trên bề mặt. Đội ngũ đã ghi chép được các bản đồ có độ phân giải cao đến độ sâu khoảng 150-700m và các bản đồ có độ phân giải thấp cho thấy những gì đang diễn ra ở độ sâu lên đến 2,4km. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cho rằng hệ thống thủy nhiệt có thể sâu tới 5km. Nếu đúng thì điều đó có nghĩa là họ chỉ mới lập bản đồ cho nửa trên của hệ thống ống dẫn nước của Yellowstone. Cơ mà bạn còn nhớ tôi đã nói rằng các nhà khoa học biết khá nhiều về phần dưới của chiếc bánh sandwich Yellowstone chứ. Họ hiểu rõ về các mảng kiến tạo và đường đứt gãy sâu vì các trận động đất thường xuyên xảy ra trong công viên và điều này đã mang đến nhiều cơ hội nghiên cứu các hiện tượng khác nhau. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2021, hơn 1.000 trận động đất đã xảy ra trong khu vực này. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đã biết rất nhiều về một số địa điểm nhiệt nổi tiếng như mạch nước nóng Old Faithful hoặc suối nước nóng Grand Prismatic. Họ cũng biết được rằng các địa điểm thủy nhiệt riêng lẻ trên bề mặt hóa ra lại có thể đang kết nối dù chúng đang nằm cách nhau 9,6 km. Còn một khám phá thú vị khác, đó là dù các mạch nước nóng và suối nước nóng ở Yellowstone có kích thước, hình dạng, màu sắc, tính chất không ổn định và thành phần hóa học khác nhau, nhưng chúng chủ yếu được cung cấp bởi các nguồn nước ngầm rất giống nhau. Điều này có nghĩa là sự khác biệt giữa các địa điểm nhiệt này nằm gần bề mặt. Tôi chắc rằng bạn đã từng thấy hình ảnh kinh điển nhất của Yellowstone rồi. Đó là một suối nước nóng lớn, sặc sỡ và có màu cam cháy ở rìa. Vậy, điều gì khiến những suối nước nóng như thế này rực rỡ đến vậy? Ngạc nhiên thay, những màu sắc tuyệt vời này lại đến từ các loại vi khuẩn. Nhiệt độ trong những suối nước nóng này cao đến mức có thể nấu chín bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, nước ở đó có tính axit mạnh. Nó giống như chất lỏng trong ắc quy ô tô vậy. Tuy nhiên, có một số loại vi khuẩn thích nhiệt độ cao không quan tâm đến điều kiện điên rồ này. Ta còn có thể nói rằng chúng đang phát triển mạnh mẽ ở đó. Vì vậy, mỗi vòng màu khác nhau lại là một vòng có chứa các vi khuẩn khác nhau. Và các loài vi khuẩn này đã thích nghi với từng nhiệt độ hoặc mức pH cụ thể. Ví dụ như, con suối Grand Prismatic nổi tiếng nọ. Màu sắc cầu vồng của nó chính là gợi ý về sự đa dạng của vi khuẩn sống ở đây.
Vậy hãy bắt đầu từ trung tâm của suối nước nóng này nhé. Bạn có thể thấy một làn nước màu xanh da trời tuyệt đẹp tại đây. Đó là nơi nước có nhiệt độ cao nhất lên đến 87 độ C, vì khu vực này nằm ngay trên nguồn nước ngầm. Nước ở đó quá nóng ngay cả với vi khuẩn. Đó là lý do tại sao những gì bạn thấy chủ yếu chỉ là nước trong suốt. Còn nguyên nhân nó có màu xanh dương cũng như lý do tại sao bầu trời có màu xanh, nắng chạm vào mặt nước và ánh sáng bị phân tán. Nhưng ánh sáng xanh phân tán nhiều nhất và sẽ phản xạ vào mắt bạn. Tiếp theo là vòng màu vàng. Nguyên nhân nằm ở các vi khuẩn xanh lam. Nhiệt độ của vòng màu vàng này lên đến 74 độ C. Nếu điều kiện trong suối nước nóng khác đi một chút, thì các vi khuẩn sẽ tạo ra một màu xanh lam nhờ chất màu xanh lá gọi là chlorophyll. Nhưng vì ánh nắng chiếu vào suối với cường độ mạnh, nên các vi khuẩn bắt đầu sản sinh ra một chất màu khác, đó là carotenoid. Và đoán xem điều gì? Chúng giống kem chống nắng cho vi khuẩn vậy. Và vì chất này có màu cam, nên vi khuẩn xanh lá có sắc vàng nhàn nhạt. Và cuối cùng, chúng ta có màu cam sáng gần rìa của con suối pha lê này. Ở đó, nhiệt độ hơi mát hơn một chút, khoảng 65 độ C. Ở phần này của suối, bạn có thể tìm thấy vài loại vi khuẩn. Chúng tạo ra các chất mang đến màu cam sáng cho suối. Và cuối cùng, ngay tại rìa của suối, nhiệt độ mát hơn nữa, khoảng 55 độ C, và có nhiều loại vi khuẩn khác nhau tồn tại ở đó. Tất cả đã cùng nhau tạo nên sắc nâu đỏ của rìa suối. Nhưng các nhà khoa học tin rằng con người và hoạt động của chúng ta có thể đã ảnh hưởng đến màu sắc của các địa điểm thủy nhiệt ở Yellowstone. Ví dụ, trong quá khứ, nhiệt độ của Morning Glory Pool cao hơn ngày nay rất nhiều. Đó là lý do tại sao màu sắc của nó trước đây là màu xanh đậm. Nhưng rồi rác thải bắt đầu tích tụ trong hồ, và rác đã làm tắc khe thoát nước. Điều này khiến nhiệt độ giảm và dẫn đến sự phát triển vi khuẩn. Kết quả là màu xanh đẹp đó đã trở thành màu cam vàng. Còn với những mạch nước nóng ở Yellowstone, mạch nổi tiếng nhất được gọi là Old Faithful. Vào thế kỷ thứ 19, nó được đặt tên như vậy vì nó phun trào rất thường xuyên. Mạch nước này hoạt động nhiều hơn các vòi khác, nó phun khoảng 20 lần mỗi ngày. Những sự kiện tuyệt vời này kéo dài từ 1 đến 5 phút và cột nước hơi có thể cao tới 55 mét. Khi nói về công viên quốc gia Yellowstone thì chúng ta nhất định phải đề cập đến siêu núi lửa Yellowstone. Các siêu núi lửa xuất hiện khi lượng magma khổng lồ cố gắng trào ra từ lòng đất. Cuối cùng, chúng đâm xuyên qua bề mặt trái đất. Đôi khi lượng magma này bị mắc kẹt và không thể phá vỡ vỏ trái đất. Sau đó, các hồ magma áp suất có kích thước lớn sẽ tập trung tại độ sâu vài dặm. Áp suất tiếp tục tăng lên vì càng ngày càng có nhiều magma cố gắng trào lên bề mặt. Đến một thời điểm nào đó, một vụ phun trào siêu lớn sẽ xảy ra. Bạn không muốn có mặt ở gần đó đâu. Trong suốt 50 năm qua, lòng trào Yellowstone đã nâng lên hơn 1 mét. Tuy nhiên, điều này không hề đáng sợ. Các chuyên gia chắc chắn rằng đây là một hành vi tự nhiên của Yellowstone. Các giai đoạn nâng dạng vòm được theo sau bởi việc hạ hõm trảo. Các nhà khoa học cho rằng, ở thời điểm hiện tại, siêu núi lửa sẽ không gây nguy hiểm gì. Để núi lửa phun trào, magma bên trong phải có ít nhất 50% là chất lỏng. Với Yellowstone, con số này chỉ từ 5 đến 15%. Hơn nữa, một nghiên cứu gần đây đã khiến các nhà nghiên cứu tin rằng điểm nóng hiện có thể đang ở trong tình trạng suy giảm, bất chấp các hoạt động hít thở và nâng hõm trào. Núi lửa Yellowstone đã gây ra ít nhất 3 vụ phun trào siêu lớn khác. Chúng xảy ra cách đây 2,1 triệu năm, 1,3 triệu năm và 640.000 năm. Vụ phun trào siêu lớn gần đây nhất được đặt tên là vụ phun trào Lava Creek. Nó tạo thành trảo Yellowstone sau khi phun ra 1.000 km khối đá, bụi và tro núi lửa.